Chơi và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Fireman. Và hôm nay mình sẽ review một cây súng là AK-47 A Jasmine nha. Công nhận cây này đang mạnh ghê chứ. Cây này có thằng cầm Barret nè. Dòng đâu hết rồi. Đu 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 tơ 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 xin tơ đi đường này. Tơ đường này cho chứ bom đường này. Tơ chạy đó là cái gì vậy ta? Cái này cũng có chiến nha. Thậm chí nó cũng hơi nhanh chút. Bụp. Bụp. Úi giời ơi. Cho mày chết luôn nè. Bắt cái điệt. Mình nhớ nó đập nó chết rồi mà ta. Mày nè, còn tới rồi các bạn. Mày nè. Úi giời, mà nó chết rồi hả? Ngon. Hả, nó tự nhiên rớt xuống vậy ta. Tự nhiên à. Định xuống cận chiến chết anh tơ. Mà cận chiến lần đầu tiên éo chết nó. Không những cận chiến này nó cùi ghê chứ. Cận chiến của cây súng nó yếu thiệt á. Mày ù cấn. Ok, mày lại trở lại nữa đây. Hôm nay mình sẽ trận tiếp theo nào. Đấu với trận tiếp theo nữa. Mày cầm cờ lê à. Sao mày đứng chừng chờ lâu quá, tao nhảy qua nhanh hơn không? Không cho mày nhảy. Không. Xác định mày là thằng nào coi nè. Không cho mày nhảy đúng không? Mày là thằng lo nào? Mày yếu phải thằng nào? Bắn chết thằng kia đi. Tôi sâu lưng kìa. Hình quá. Chín à, chín một à. Cái này đẹp yếu cần phải bàn nữa. Mạnh vượt color ra. Ui, có một giờ. Cận chiến nữa. Nhầm nào. Cái này đứng xa bắn nó cũng chết nữa, nó gì. Ui giời ơi. Chết thiệt luôn à. Tôi dòm chơi không ta. Lúc bạn tính cần chiến thằng tự nhiên bắn chết nó mày. Hello. Úi giời. Úi giời thôi đi. Bữa khác đích luôn à. Cho mày cần chiến trước đây nè. Thôi anh tôi. Úi giời ơi, bất giác rồi. Mẹ cầm cúng ray Barret. Chạy anh em ơi. Cho chú bom nè. Rồi chết. Quạt. Tự nhiên hồn tức tớ mắc nết. Đi ngang qua chúng nghe hồn tức tớ. The Comer. Tao ghét mày. Mày nè, chúng không? Không chúng. Hay mày nè. Mày dùng công ty thì chết. Thì nó chết bà luôn một mình rồi. Mày luôn cặp à, sao nằm đứng đây à. Ui giời, kinh hết sót luôn mà. Hai. Đập chết thằng này đi. Mày nè. Hay. Bất được nó à, còn thằng như này nè. Mày nè. Đứng đây mà cũng đập được nó. Mày nè. Không dập chúng rồi. Úi giời ơi, dòm nhiều vật color ra. Ok, mình lại chơi lại xuống đây. Yêu, được phát mới nào. Úi giời, ui, lag. Bị lag, không ăn thua gì với bố mày. Giời. Ok, tiếp. Ủa sao bị lag như vậy? What the fuck, Hunter? Hunter xong rồi bị lag luôn. Mày vậy? Mày nè, không quan tâm gì lo. Chạy đâu thế em? AK-47 Blue Battery à. Ngon. Mày chết với bố mày. Mày chết với bố mày không chết được rồi. Có một thanh niên đứng dưới đây nè. Mày biết làm gì dưới đó luôn á. Úi giời ơi, cứ xa cho bố mày giết thằng này nào.
Gì? Anh tới thì em mới giật mình em chạy à, bắn à, cầm tiền bây à. Ôi trời, Clay đánh cần chiến bố mày à, không có dễ đâu. Là tao đập chết thằng này mày à, bố à, bố hay Clay à, Clay thì chết nha. Hai mày thằng cầm lục bắn chết mèo luôn. Úi giời ơi, có con gì đây nè, mày nè, mày nè, không tới mày nè, không tới được rồi, mày nè, chết luôn. Hay 4.000 máu vãi, mày muốn chết à, muốn chết à, mày chém không tới mà tay ngắn mà còn mày đặt chém nữa chứ. Tôi tay dài lắm. Mày á. Mày nè. Mày nè. Mày nè. Bây giờ thì mình chạy à. Mày chạy thì mày chết với tao. Tụi nó chết rồi à. Blur. Mình tiếp theo nào. Cu không bằng tao. Úi giời lên luôn. Hello. Hello. Đâu rồi, cho chú bơm nào. Úi giời. Chúng không? Không trúng. Kéo trúng. Mày á. Thì nên trốn được kia à, tiếng nhỏ nhỏ anh chút hay là tơ tơ mặc giáp rồi chạy vào đây à, mày nên biết vô đây có tim bi nha cu. Hello. Ngu nè. Úi rồi chết liền luôn à. Thôi, chạy. Ui ấy sao nhảy mà cũng lộ lố rồi trời, cái này hồn máu chút xíu. Ok, và mình mong các bạn xem hết video này, đừng có tôi nha, ủng hộ mình rồi còn 400 mấy. Chạy, liệu chân này có chơi được nó không? Rồi chết luôn rồi, what the fuck. Còn hai con dom. Rồi còn con cuối cùng. Đập nó. Mình nè. Rồi ngu. Ok, bán cuối. Chà, thanh niên kia định tính đi bắt cua à. Bắt con cua à. Dài. Mày à cu. Cho mày chết nè. Nít mày đâu cho tao thọt coi. Thọt nít mày nè. Thọt cu mày nè. Thọt cu mày nè. Lu nè. Số nồng mà con không biết thủ. Dòm ơi là dòm. Ui, nó tét rồi. Ui, nó liên chui về trong lồ. Nói gì vậy? Cho nó cho bơm. What the fuck? Chết nó. Ô kim cương. Một kim cương. Ngon. Ngu. Tại đi ngu. Mày chết nó luôn đi. Còn một thằng chưa kia kìa. Đập nó chết nó luôn. Đập chết nó luôn. Đập chết nó luôn. Ngu vậy. Để ta thành Hunter. Rồi dê thành Hunter rồi. Mày ra đây. Nhảy qua đây. Mày nè. Mày thì không chịu nhảy. Tao không thích chờ lâu nha cô. Mày do gì cả một núi luôn vậy. Ôi trời ơi. Do ơi là do. Ôi trời ơi. Còn thằng quốc luôn. Anh em xong lên luôn.
lên. Hai đứa chạy kìa. Ơi thằng kia câm mồm mày lại. Thằng nào mẹ sao nó cứ đùa, nó chạy đâu mất luôn rồi. Mà sao nó chạy vòng vòng luôn vậy? Nó chạy một vòng luôn á. What the fuck? Mày chết với tao. Mày chết với tao, tao chặn đường mày luôn. Ngu nè. Nó sao đi ngu người. Ok, mình sẽ dừng video đây. Nếu các bạn thấy thích video, bạn nhớ like, share và subscribe để mình có động lực làm tiếp nha. Ok, bye bye.